Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 55 tuổi ở Hà Nội nhập viện nghi đột quỵ khi đang chơi thể thao. Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 2 tháng 12, người đàn ông đang chơi pickleball được khoảng 15 đến 20 phút thì bất ngờ gã quỵ, bất tỉnh. Khi đội cấp cứu đến hiện trường, bệnh nhân đã trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức cấp cứu tại chỗ để tái lập mạch cho bệnh nhân trước khi chuyển vào bệnh viện nghe. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đã tái lập tuần hoàn tự nhiên và đang được bác sĩ điều trị tích cực. Thời gian qua, môn thể thao pickleball phát triển mạnh mẽ và ngày càng được nhiều người lựa chọn vì dễ chơi, vận động vừa phải. Tuy nhiên, bộ môn nào cũng tiềm ẩn nguy cơ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ về tim mạch hoặc huyết áp. Theo các chuyên gia y tế, việc vận động nhanh, thay đổi tư thế đột ngột trong thể thao có thể gây áp lực lớn lên hệ tuần hoàn, dễ ảnh hưởng đến các vấn đề sức khỏe. Theo đó, lượng vận động lớn sẽ dẫn tới sự hưng phấn tối đa, gây tăng nhịp tim, tăng huyết áp, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hay vỡ mạch máu não. Để giảm nguy cơ đột quỵ khi chơi thể thao, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên thực hiện các bước khởi động từ 10 đến 15 phút để làm nóng cơ thể, giúp mạch máu giãn nở và giảm nguy cơ co thắt khi vận động. Ngoài ra, những người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, đái tháo đường hoặc người lớn tuổi cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tham gia các môn thể thao.